con sáu xa bảy nhớ còn thương còi tình sao bi thương như nước nở giữa đêm trời hồn lỡ ra vào đôi mắt em chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm thầm ước nhưng nào đâu dám nói khép tâm từ lại thôi đường hoa vẫn chưa mở lối những đồi hoa xinh ôi những đồi hoa xinh tí chiều hoang biển vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa xinh tím khi còn tóc buông vai mấy lúc sông pha ngoài chặt tuyến ai hẹn đường ngày về. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ lại đi vào nhà em Diệu. Cái hoàn cảnh của nhà em Diệu là có 6 đứa con đó quý vị. Đứa nhỏ nhất thì hình như đâu mới 5 tháng tuổi. Thì sau khi em bị bệnh thì chồng em lại bỏ đi. Thì sau khi Tuấn Vĩ đăng tải cái clip đó thì được rất là nhiều các cô chú và các anh chị quan tâm. Thì trong thời gian qua thì em đã đi bệnh viện bên Đông Y. Rồi nay được tin em về thì Tuấn Vĩ... đừng quen ha sủa sủa thôi dạ con trai chào bà ngoại dạ bà ngoại khỏe hả đây một mình kiếm đường người dữ hả dạ kiếm đường mà còn bị lạc nữa dạ để nhờ xe ôm vô dạ ông ngoại con ở nhà hả bà ngoại dạ để con xuống thăm bé Diệu chút dạ chào con rồi hồi lên mình hát nữa nha bà ngoại ha hôm nay mình hát ha dạ rồi con xuống đây một chút xíu đã ha kính thưa quý vị là đang nói dở hơi nói dở chó nó sủa thì nay bé Diệu về nhà nên là Tuấn Vĩ lại vào thay mặt cho Mạnh Thường Quân để trao tiền cho bé Diệu. Chào em. Ăn tối chưa? Dạ chưa. Xin giới thiệu với em là đi với anh hôm nay là có anh Kiệt. Dạ. Anh Kiệt cũng là người Đồng Tháp mình. Dạ. Để anh cài cái micro cho em đã ha, để mình trò chuyện cho nó rõ ha. Nay mẹ nó về rồi nó vui quá trời rồi phải không? Dạ. Rồi để anh cài cho em cái ha. Chăm để cái quạt ra xa xa chút nó ồn trong micro á. Tắt đi ha. Dạ. Em chống nạn anh đi được phải không? Dạ. Vậy thì để coi em có thể em ngồi ở giường này cũng được mà giường này đâu chiếu đâu hết trơn rồi nệm đâu hết trơn rồi. Dạ này mới con trai em nó mới làm nó chỉ tại cái giường nó hư rồi nó ấy sắt nó nó hàn sắt vô ha. Nó hàn mà nó chưa nó mới cắt nó đo nó chưa có hàn. Thôi được rồi vậy em ngồi đó đi. Dạ. Em ngồi đó anh ngồi đây Kiệt em ngồi bên đây đi. Dạ dạ. Anh ngồi chừng cái miếng sắt. Vậy thì tình hình sức khỏe của em ra sao rồi? Dạ hôm nay cũng bớt nhiều cũng đỡ nhiều anh mà còn cái chân cái tay thì như nó còn tê mà em chưa có cầm chén ăn cơm được thì phải dạ. Phải lúc hả dạ múc con tay múc muỗng ha dạ mà chưa có vận động vệ sinh bằng cái tay được làm có con tay một dạ thì mấy đứa lớn đâu rồi dạ đứa lớn thì thằng lớn thứ hai nó đi học chưa về 9 giờ tối nó mới về 9 giờ tối nó về còn thứ ba bên nó đi làm mới về bển thưa quý vị đây mấy cháu nó đều nhỏ vậy hết rồi quý vị còn một đứa nhỏ nữa thì là bà còn lại còn giữ trẫn phải không dạ đứa đứa nhỏ là
em chưa chăm sóc được mà phải đưa cho bà ngoại đó. Dạ, em chưa có ẩm về chăm sóc được cho nên em gửi ngoại, ngoại giữ giùm. Vậy thì em tạm thời về thôi chứ em đâu đã hồi phục hết đúng không? Dạ em về, bác sĩ cho về có 5 ngày rồi em đi lên. Tại em nằm bảo hiểm rồi em đi lên em nằm lại. Dạ, phải trị hoài liên tục, bác sĩ nói khuyên em trị hoài tới 6 tháng. Dạ tại nhớ con quá xin bác sĩ về mấy ngày. Nhớ con quá thì xin bác sĩ về. Dạ. Thì đứa nhỏ nhất nó cũng pha sữa nó bú chứ nó đâu có bú mẹ ha. Dạ không, uống sữa bình thôi. Uống sữa bình. Uống sữa bình mà mẹ bệnh không có bú sữa mẹ được. Sữa bình thì có tiền thì mua sữa về lắc uống, lúc không có thì uống sữa thường thường. Dạ. Mà thấy em có tiến triển mừng cho em. Vậy bây giờ em có thể chống gậy đi lên trên nhà ông ngoại chơi được không? Lên đó dạ, được. Hát hò chơi ha. Dạ được. Lên đó sẵn rồi anh ông ngoại bà ngoại luôn. Dạ. Đi. Đi em chống gậy em đi ha. Cầm cục đi con. Thật ra thì anh cũng muốn thử coi em cầm đi cái đúng điện làm sao. Ủa chống bên hả? Chống một gậy hả? Chống gậy tại bên này không có chống được nó. Chống thì nó bị xa khớp. À, vậy à. Vậy chứ anh cứ tưởng vậy nó lệch một bên rồi mai mốt nó đi cầu quẹo rồi sao? Mà theo em thì có hồi phục được hoàn toàn không? Dạ bác sĩ nói em có thể hồi phục được mấy chục phần trăm mà chứ không được 100% anh này. À, tội nghiệp không? Mà anh nói em lên trên bà ngoại chơi vậy có khó khăn cho em không? Bình thường em có đi không? Dạ thì em chống gậy em đi tới lui gì và với đi vệ sinh rồi đi làm này nọ rồi. Đúng rồi, em cũng chống đi. Kể cả là không có việc gì thì em cũng phải nên đi đúng không? Dạ, tại vì em tập đi, bác sĩ không có cho em ngồi chỗ tập đi tới lui vận động đâu. Không có thì em cũng phải đi. Có qua cái bậc này đi được không? Kiệt, em đỡ em nó một chút nha. Em xuống được. Rồi, cẩn thận. Dạ. Lỡ có gì nữa nó tại ông Dĩ. Rồi em mang dép đỡ phải không? Trời ơi, làm đoàn con nó theo mà trong lúc đó là còn 4 đứa nữa. À còn 3 đứa chứ đúng không? Đây 3 đứa rồi còn 3 đứa nữa. Còn 3 đứa một đứa nhỏ. Cái chân em nó tê, nó bị nó tê nó hơi không có cảm giác như chân bình chào thường. Chào em, hai vợ chồng nay ở nhà hả? À, ăn cơm chưa? Dạ, rồi anh lo công việc bên đây cái hai em ha. Tới đây em dịch lần. Cực, anh đi cả ngày cả đêm mới hết việc được em ơi. Đi ngày không hết việc. Hồi đó chưa bệnh làm nên chạy xe lên xuống nữa nè. Giờ bệnh này. Đi vô đây luôn hả anh Vĩ? À, thì chủ nhà cho mình đi đường nào thì mình đi đường đó. Cẩn thận em ơi. Rồi, dạ. Em bước cái chân này lên trước đi. Dạ. Đi từ từ. Em phải kiên trì điều trị, không mai mốt là ngồi lết là căng à. Dạ. Vô đi con. Em đi mình thì cũng ấy mà nó chóng mặt. À, chóng mặt. Dạ. À, tất cả 6 đứa em. Tất cả 6 đứa, còn một đứa còn nằm nôi nữa. Một đứa em coi nó nằm trên giọng nè. Đó, đứa nằm trên giọng đó. Dạ, coi anh kẹt. Bởi vậy thì trời cho em. Trời cho nhiều lấy nhiều. Hả, Diệu hả? Để làm cái gì kìa chú kìa. Trời cho nhiều lấy nhiều hả? Để nói không phải ấy, để lúc nào hết trứng thôi. Ai Diệu dạ. Để trời cho đẻ cứ đẻ. Lên thăm ông ngoại, lên thăm ông ngoại, kêu ông ngoại đường ca chơi. Nhỏ quay nhỏ gần ngủ mặt đó, bé nằm ngủ thấy thương ghê không. À, nó đâu có biết gì đâu, nó còn nhỏ ngây thơ mà. Hôm nay bệnh rồi ba gai hoài đó nè. Ông ngoại ở nhà không?
Rồi. Học bài đi con. Học bài đi, con đừng đi theo nữa nha, con lấy bài ra học nghe không? Lấy bài ra học đi con. Ừ, học bài đó. Cũng có bộ dáng này không? Ồ, ông ngoại đang làm gì á? À dạ. Tối ngày thì ngồi đây rồi con. Dạ. Rồi em ngồi đó đi, em dạ. Em ngồi đó. Thôi em ngồi võng đi. Rồi, em. Dạ, tại vì em ngồi ghế ngoác nó cho ấy. Nói đi với ai? Dạ, thưa ông ngoại là nay con đi với một đứa em. Dạ, một đứa em thì con xin giới thiệu với ông ngoại là đứa em nó là nhạc sĩ. Dạ, nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt. Dạ, trong dạ. Dạ. Bo lại mẹ này. Trong thời gian qua thì em Kiệt cũng có sáng tác nhiều bài cho con lắm á. Dạ. Bo lại đi mẹ nè bo. Chút xíu nữa rồi mình đờn ca chút chơi ông ngoại ha. Đúng rồi. Bắt ghế cho chú ngồi. Kiệt, em ngồi đi Kiệt. Em lấy ghế bên đây này. Anh Kiệt ngồi với kế ba em đi anh Kiệt. À ông ngoại kêu. Kiệt ngồi kế ba em kìa. Dạ. Thôi anh lên nói ngồi đi. Ngoài xích ra ngoài này này. Ngồi đó thấy nó phong thủy nó không tốt á. Ngồi sát cái loa đó ông ngoại. Nhạc sĩ mà trời nha, tiếng rồi chứ. Dạ. Anh mò anh lên anh ngồi kìa kìa. Hôm giờ thì ông ngoại có luyện đờn ca này kia không? Tờ cũng ít lắm, của mình đi ngồi nhà thì bụm bụm bậy chơi vậy đó. Dạ, cũng đủ. Rồi, Diệu em cho anh mượn cái này, anh trò chuyện với ông ngoại chút coi. Vì vậy là con gái về mấy ngày nay thì có làm cái gì đãi con gái không? Có gì đâu mà làm đãi. Rồi không làm gà làm vịt này kia gì đãi con gái về hả? Có mới làm gì vịt đấy nè. À mới làm vịt đó ha. Dạ. Rồi bây giờ đó thì là chắc là hôm nay cũng gặp nhạc sĩ nên là ông ngoại có thể đờn ca bài chơi ha ông ngoại ha. Được rồi, mà tôi làm cũng không có dành thông nhưng mà cũng mê. Dạ mê thì mình làm thôi. Đó là mê lắm. Dạ. Nói là gặp là nhạc sĩ, ca sĩ là mừng lắm biết sao. Dạ. Bởi vì mình thấy ông mò đâu chút đỉnh. Dạ. Rồi ông ngoại có nhớ cái đàn để chỗ nào không? Có, tôi để tôi biết. À mò ha, giờ mò. Chưa tới. Đây đây. À, đúng rồi. Đây. Mình đưa câu lên thùng không? Dạ, chào chị. Quá trời. Vậy hả? Rồi bắt tay một cái coi chừng nắm lộn tay ha. Dạ. Chị hàng xóm hả? Dạ hàng xóm đúng là anh có duyên nghe nó con này nè nó có duyên. Dạ. Đúng cái duyên để anh giúp đỡ cho nó. Chứ dạ. Mà lúc kia nó cũng mấy gì đó em cũng nói là để gọi điện nhưng mà em không có biết cách nhưng mà em cũng sợ nữa. Dạ. Tại vì mình không ấy đó là cũng sợ chứ chị là mừng dữ lắm. Dạ cũng đủ duyên mà hơn nữa. Tại chị cũng có nhiều người ta nói á. À, ủa sao bà không ấy đi, tôi nói vấn đề là mình có đủ duyên. Dạ. Để là người ta giúp đỡ chứ đâu phải là người nào mình muốn gọi là người ta. Dạ, đó. Dạ, nên là cũng thấy nó khổ vậy đó rồi nên cũng nói như vậy được vậy là nó mừng quá trời. Dạ. Coi lên thấy nó mừng cái chạy về. Dạ. Nó coi chạy về nó mẹ chị Diệu mà có cái chú gì xuống giúp đỡ cái bỏ lên coi. Dạ. Cũng mừng cho Diệu. Cũng mừng cho Diệu. Dạ. Bởi vì hoàn cảnh quá khổ nên. Dạ. Bởi vì mình cũng biết nói đi rằng mình không có giúp đỡ được cái gì nhưng mà cũng động viên thôi. Dạ. 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 Cũng mừng chứ đó. Dạ. Chị Diệu ngồi đi. Dạ, chị Diệu ngồi đi chị. Ngồi nghe hát bài chơi. Dạ, à, Diệu hát bài em hát bài chơi. Dạ. À, Diệu hát bài chơi. Đất phương Nam. À, đất phương Nam. Rồi, dạ. Ok. Cổ em. Dạ, cổ. Gia đình nội à, thưa quý vị thân mến, là hôm nay em Diệu cũng bớt được phần nào, nói chung là tinh thần này kia cũng khá hơn kỳ trước, nên là nay gọi là để tiếp theo chương trình văn nghệ thì em Diệu sẽ tặng cho quý vị một bài hát để tri ân trong thời gian qua là cô chú anh chị đã hỗ trợ cho em. Nên em hát bài gì ta? Về phương Nam lắng nghe cung đàn thổn thức dâng ánh trăng mơ màng rồi theo dòng phương lòng nhớ nhung dương tràn.
khói buồn để lại lòng ai. Còn sao sang sông, sao đã xóm lòng, phải về bạc liêu. Bài ha. Vậy thôi, nay chúng dễ tới gia đình tôi cũng giúp đỡ cho con gái rồi, vậy tôi cũng để hát tặng cho khán giả một hai câu giọng cổ dịch chặn đường sinh đi. Ngày lại ngày qua hàng trăm ca
đây xuống núi chặng đường với em vượt lộ qua đồng. Theo nhịp bước quê hương lu chạy mắt máu hồng, cuộc đời vui cái chiến trường dây gòn ngục ngắn đoạn đường thêm bước tiến. Dồn em chớ chú dân quân, chở cô cán bộ, chở anh hậu cần. Nón tay bèo lập lánh dây trắng, lúc nói chuyện thì đồng, khi cười vui ngổn ngang. Sau đây Tú Vĩ cũng xin giao lưu một bài. Tú Vĩ và ông ngoại sẽ cùng kết hợp với bài hát được mang tên là Về đâu mái tóc người thương. Hồn lỡ ra vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa vai gầy, thầm kín trăng về không lối chiếu, góc cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn ly, cách biệt mấy sơn phê, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu đường phố buồn màu, sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa bên rèm, lầu vắng không người song khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Lầu vắng không người song khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Rồi, cho hôm nay đây. Trình nào mà bé này vỗ tay được nè, bắt đầu em mới khỏe ha. Dạ. Đúng em. Ừ. Dạ, xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị, chúng ta đã cùng lắng nghe 30 phút dân ca. Bây giờ thì
À, có cái việc này em Diệu là nó cũng hơi tế nhị chút xíu, nên là em về nhà để em trao đổi chút xíu thì anh với em Kiệt là xin phép ha em ha. Rồi em về nhà ha, rồi em chống nặng đem. À, chào ông ngoại bà ngoại nha, cảm ơn ông ngoại bà ngoại nhiều ha. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn em Kiệt. À, em đi được không để Kiệt dìu em? Dạ thôi được rồi, tụi con tranh thủ để tụi con về nữa. Dạ. Dạ thôi được rồi, tụi con ăn tối rồi ông ngoại. Cái chân thốn nó, ủa nó không có. Rồi, tụi con gái giỏi quá. Con gái giỏi quá, con gái quét nhà đó hả con? Rồi, sách vở sao dục tùm lum vậy con? Ngồi học chứ đó, lên này không có cái bàn học rồi ngồi với gạch. Rồi cái gì đây, con quét cái gì vậy? Mì em ăn rớt đó hả? Mì tôm đó hả? À, thưa quý vị, Tuấn Bị muốn mời em Diệu về nhà để trao cái tiền ấy cho em Diệu. Ủa, bé nhỏ đâu rồi? Bé nhỏ bà ngoại ẩm á hả? Vậy đó ha. Tội nghiệp ghê không? Thôi bà ngoại để cà phê đây thôi, tụi con không có uống. Con là thiệt thòi là không uống được cà phê. Uống là người ta uống cho tỉnh, con uống là ngủ. Rồi để em Kiệt bước xuống trước đi. Kiệt bước xuống trước đi để lỡ té cái phiền lắm. Để đi hàng ngày đi với Toàn này. Cái gì ạ? Cái tay này em không chống được. Bị chống nó bị xa khớp mắt. Người ta đi mà hai chân mình bây giờ là phải đi ba chân được đâu, cầm cái đó chống bởi vì tay bệnh mà sao không chống mà nhắm tay phải. À giờ nó chống tay trái còn tay phải à tay chống tay phải không bệnh tay mạnh mới rồi chống được rồi để còn đỡ đi dạ phải. Nặng nề quá ha. Rồi bây giờ vậy là anh vô cái vấn đề chính nhờ em Kiệt cầm cho anh xíu ha. Rồi. Sao bà ngoại ngồi đây cũng được này. 1, 2, 3, 4, 4.4 triệu rồi anh đưa 4.5 triệu đây cho em vừa bụng em ha. À, kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, thì hôm nay Tuấn Vĩ và em Kiệt vô thì cũng thăm lại gia đình, và một cái điều cũng rất là đáng mừng là em Diệu có cái sự tiến triển và cũng có cái sự bình phục, nay em cũng chống gậy đi tới đi lui được, thì nói chung là có dấu hiệu hồi phục. Tuy rằng thì em cũng đang còn gặp rất là nhiều khó khăn khi mà phải gồng gánh nuôi 6 đứa con của mình. Thì ngoài cái số tiền mà Tuấn Vĩ trao kỳ trước ra đó, thì hôm nay Tuấn Vĩ nhận được là 4.4 triệu, nhưng Tuấn Vĩ sẽ gửi cho em chẳng là 4.5 triệu em ha. Anh gửi em 4.5 triệu rồi anh sẽ đọc tên của các mạnh thường quân cho em hay, là của chị Mỹ Vân 1 triệu và của em Giang Trần 200 Canada, và 200 Canada đó thì đổi ra được 3.4 triệu. 3.4 triệu như anh đưa cho nó trọn đồng tiền ha, là anh đưa 4.5 triệu cho em ha. Đó, rồi chúc em cảm ơn. Mau bình phục. Em cảm ơn anh Giang Trần với anh chị giúp đỡ cho em. Rồi ok, rồi Kiệt em cho anh mượn cái máy anh ghi nhận lại cho tiếng nó có rõ ha. Hôm nay thì anh tới đây thì anh cũng trước thì cũng em cũng có đôi lời gửi những các mạnh thường quân, những cô chú bác đã giúp đỡ cho em. Em trước tiên thì em xin cảm ơn anh Hai Hiền. Dạ, cũng nhờ anh Hai Hiền và bé Phương. Anh Hai Hiền và bé Phương dẫn dắt anh Vĩ tới đây để giúp em. Rồi em cảm ơn anh Vĩ, cũng nhờ anh Vĩ dẫn dắt quay cái clip này để các mạnh thường quân biết để giúp đỡ cho em. Dạ, em xin cảm ơn hết tất cả các mạnh thường quân, các cô chú bác gần xa trong nước ngoài nước.
để giúp đỡ cho em trị bệnh, nhờ cũng nhờ số tiền mà cô bác cho em mới trị được bệnh chứ không thôi với nuôi con em nữa chứ thôi em bệnh vậy em cũng không biết sao con em sống. Ok, nói chung là thấy em hồi phục vậy là cũng rất là đáng mừng. Coi như là các nhà hảo tâm rồi cộng đồng cũng coi như hỗ trợ được em cũng như vậy là anh cũng mừng. Em nha, rồi chúc em mau bình phục ha. Rồi, ok, chào em nha. Rồi cho anh lấy cái này không để em giục mất của anh. Con chào bà ngoại nha. Bà ngoại ráng ha. Rồi. Cảm ơn chú Diễm, mấy cô, mấy chú rồi trong nước ngoài nước hết ngang giúp đỡ con gái của tôi đó nha. Giờ không biết nói làm sao nữa, quá trời cảm ơn luôn rồi. Rồi. Ok, con chào bà ngoại. Bye bye bà ngoại nha. Chào cả nhà nha. Mình về em ha. Kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, vậy giờ đây thì Tuấn Vĩ xin được kết thúc video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị đã quan tâm, cũng như là rất là biết ơn tới các mạnh thường quân trong thời gian qua đã hỗ trợ cho em Diệu. Thì nay thấy em tiến triển như vậy cũng rất là đáng mừng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt quý vị nha. Rồi, chào mẹ con nha. Bye bye nha. Rồi.